Lại nữa, thiện nam tử nói rộng tu cúng dường là tận pháp giới hư không giới, trong các hạt bụi tất cả cõi Phật mười phương ba đời, mỗi mỗi hạt bụi đều có chư Phật nhiều như số hạt bụi tất cả thế giới. Ở chỗ mỗi mỗi đức Phật đủ thứ hải hội Bồ Tát vây quanh, con nhờ sức mạnh, sức hạnh nguyện, phổ hiền nên khởi tình, hiểu hiện, tiền tri kiến, đều đem các đồ cúng dường thượng hạng để cúng dường, như là mây hoa, mây tràng hoa, mây âm nhạc trời, mây lộng trời, mây y phục trời, đủ thứ hương trời, hương thoa, hương đốt, hương bột, các thứ mây như vậy, mỗi mỗi thứ đều như núi, chúa tu gì. Thắp lên đủ thứ đèn, đèn dầu tô, đèn dầu, các đèn dầu thơm, mỗi mỗi tìm đèn, lớn như núi tu gì, mỗi mỗi bình dầu, như nước biển cả, đem các đồ cúng dường như vậy, thường dâng lên cúng dường. Thiện nam tử, trong các sự cúng dường pháp là hơn hết, như là tu hành cúng dường, lợi ích chúng sinh cúng dường, nhiếp thọ chúng sinh cúng dường, thế chúng sinh khổ cúng dường, xuyên tu căn lành cúng dường, chẳng bỏ Bồ Tát, nghiệp cúng dường, chẳng lìa Bồ Đề, tâm cúng dường. Thiện nam tử, như vô lượng công đức cúng dường ở trước, so với một niệm công đức cúng dường pháp, thì không bằng một phần trăm, không bằng một phần ngàn, không bằng một phần câu, chi na do tha, một phần ca la, một phần toán, một phần số, một phần dụ, một phần ưu ba ni sa đà. Tại sao vậy? Vì các Như Lai đều tôn trọng pháp, vì nhờ như lời nói mà tu hành sinh ra chư Phật. Nếu các Bồ Tát thực hành pháp cúng dường thì sẽ được thành tựu cúng dường Như Lai, vì tu hành như vậy là chân thật cúng dường. Đây là sự cúng dường rộng lớn thù thắng nhất, cõi hư không hết, cõi chúng sinh hết, nghiệp chúng sinh hết, phiền não chúng sinh hết, thì sự cúng dường của con mới hết. Mà cõi hư không cho đến phiền não không thể hết được, sự cúng dường của con cũng không hết được. Niệm niệm liên tục không có gián đoạn, thân miệng ý nghiệp không mỏi nhàn. Lại nữa, tại sao nói lại nữa? Vì đề mục ở trước nói lễ kính chư Phật, khen ngợi Như Lai, lại rộng tu cúng dường, cho nên gọi là lại nữa. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng thiện nam tử nói: thiện tài đồng tử, hiện tại muốn nói pháp môn rộng tu cúng dường, người hãy chú ý lắng nghe. Thế nào gọi là rộng tu? Hết thảy tịnh pháp giới, hư không giới, hết thảy tức là bao quát tất cả, bao quát pháp giới, hư không giới, tịnh pháp giới tức là tịnh cùng pháp giới, khắp cùng pháp giới tức cũng là đầy khắp pháp giới, hư không giới tức cũng là khắp cùng cõi hư không, đầy khắp cõi hư không, trong các hạt bụi tất cả cõi Phật mười phương ba đời. Mười phương là đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, trên dưới mười xứ sở. Ba đời chư Phật là chư Phật đời quá khứ, chư Phật đời hiện tại, chư Phật đời vị lai. Tất cả cõi Phật là hết thảy cõi nước. Trong mỗi hạt bụi có một thế giới, trong mỗi thế giới có một vị Phật đang chuyển bánh xe pháp. Đây gọi là trong nhỏ hiện lớn, hạt bụi tuy nhỏ mà có thể bao dung thế giới. Thế giới tuy lớn không ra khỏi một hạt bụi. Đây gọi là trong lớn hiện nhỏ. Do đó có câu: nơi đầu sợi lông hiện cõi bảo vương, ngồi trong hạt bụi chuyển bánh xe pháp. Ở trên đầu sợi lòng hiện ra một cõi Phật, ở trong hạt bụi cũng hiện ra cõi Phật, cho nên trong nhỏ hiện lớn, lớn chẳng ngại nhỏ. Trong lớn hiện nhỏ, nhỏ cũng chẳng ngại lớn, lớn nhỏ đụng với nhau viên dung vô ngại. Nhỏ cũng tức là lớn, lớn cũng chẳng, cũng tức là nhỏ.
cảnh giới này là cảnh giới trùng trùng vô tận, tức cũng là cảnh giới quan quan chiếu nhau, chiếu sáng lẫn nhau, mỗi mỗi đều có tất cả thế giới, trong mỗi hạt bụi lại có rất nhiều vô lượng vô biên thế giới, trong mỗi một thế giới lại có chư Phật nhiều như số hạt bụi, tất cả thế giới. Ở chỗ mỗi mỗi Đức Phật, ở chỗ mỗi mỗi vị Phật, đủ thứ hải hội Bồ Tát vây quanh, đủ thứ tức là khác nhau. Nói kinh Kim Cang thì có Bồ Tát hải hội Kim Cang vây quanh, nói kinh Pháp Hoa thì có Bồ Tát hải hội kinh Pháp Hoa vây quanh, nói kinh Bát Nhã thì có Bồ Tát hải hội kinh Bát Nhã vây quanh, nói kinh A Hàm thì có Bồ Tát hải hội kinh A Hàm vây quanh, nói kinh Phường Đẳng thì có Bồ Tát hải hội kinh Phường Đẳng vây quanh, nói kinh Hoa Nghiêm thì có Bồ Tát hải hội kinh Hoa Nghiêm vây quanh, nói kinh Lăng Nghiêm thì có Bồ Tát hải hội kinh Lăng Nghiêm vây quanh. Con nhờ sức hạnh nguyện Phổ Hiền, con nhờ sức lực tu hành hạnh nguyện Phổ Hiền, nên xin khởi tâm tinh hiểu hiện tiền tri kiến Phật Pháp như biển cả, có tâm tin thì mới vào được biển cả Phật Pháp, chẳng có tâm tin thì không thể vào được biển cả Phật Pháp. Cho nên nói Phật Pháp như biển cả, chỉ tin mới vào được. Hiện tiền một niệm tri kiến, một niệm trí huệ, đều đem các đồng cúng dường thượng hạng để cúng dường chư Phật Bồ Tát. Đồ cúng dường thượng hạng là những gì? Tức là vô lượng vô biên, hoa nhiều như mây, lại có mây tràn hoa, lại có mây âm nhạc trời. Âm nhạc cũng là một thứ cúng dường, cho nên trời đế thích có càn thác bà đến tấu âm nhạc, lại có khẩn na la dùng âm nhạc cúng dường Phật, lọng trời đốt hương rồi trong hư không kết thành lọng mây hương, giống như một cái lọng dù. Đây là lọng trời. Trong chú Lăng Nghiêm có lọng trắng lớn, khi bạn tụng chú Lăng Nghiêm thì trong hư không có một cái lọng trắng lớn, trong không chiếu xuống chỗ này thì chỗ này chẳng có tai họa và tai nạn, cũng không thể có động đất và thiên tai. Hết thảy tai nạn đều chẳng có. Mây y phục trời, y phục của người trời rất đẹp mà nhẹ. Trên trời có đủ thứ mùi hương thơm, như tụng chú Đại Bi, thành tâm mà tụng thì sẽ có một thứ hương thơm. Đây chẳng phải là hương thiên đàng hoặc những hương thơm khác của nhân gian. Nhân gian không cách chi ngửi được hương thơm này, nhưng phải thành tâm, nếu chẳng thành tâm thì chẳng có được. Khi bạn tụng chú thì tất cả quỷ thần dùng hương để cúng dường bạn, cho nên bạn cảm thấy có mùi hương này. Hương thoa, dùng hương thoa thần cúng dường Phật. Hương đốt, hương bột, đủ thứ các thứ may như vậy, mỗi thứ số lượng nhiều như núi Tu Di. Bạn nói đây chẳng phải là đại chúng cúng dường chăng? Tu Di là tiếng Phạn, dịch là diệu cao, tự cao này không thể nghĩ bàn. Chung quanh núi Tu Di có 7 tầng biển hương thủy, tức biển nước thơm. Bên ngoài biển hương thủy có 4 đại bộ châu: Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiện Bộ Châu, Tây Ngư Hóa Châu, Bắc Câu Lưu Châu. Núi Tu Di cao 84.000 do tuần, mặt trời, mặt trăng. Chỉ ngang chừng nửa núi Tu Di, Tứ Đại Thiên Vương cũng ở nửa chừng núi Tu Di. Ở trên, nói phẩm vật cúng dường cao như núi Tu Di, đây chẳng phải là không thể nghĩ bàn chăng? Thắp lên đủ thứ đèn, thắp đèn lên cúng dường, ở trước Phật thì con mắt sẽ trong sáng. Đây là quả báo cùng Phật đắc được. Tại sao con mắt của bạn chẳng trong sáng? Là vì bạn chẳng cúng đèn ở trước Phật. Đủ thứ đèn, có đèn dầu tô, tức dầu làm bằng sữa, đèn dầu và các đèn dầu thơm. Trong Mật Tông có một thứ pháp hàng phục ma,
là lúc một tăng Kim Cang thượng sư niệm chú ở trước mặt đốt lên một đống lửa, hoặc đổ vào một chút dầu tô, hoặc dùng dầu bình thường để đốt lên, hoặc đem y phục để đốt. Bất cứ vật gì đều có thể đốt lên cúng Phật. Sự cúng này càng giá trị hơn tiền bạc, càng có công đức hơn, nhất là dùng vàng để đốt thì công đức càng lớn. Công đức lớn nhỏ chẳng phải nói. Bạn đốt vàng thật thì công đức lớn, còn bạn đốt một đống bùn thì công đức nhỏ. Đây hoàn toàn tùy tâm thành của bạn. Nếu bạn dùng tâm thành này đem vật quý trọng nhất để cúng dường Phật, thì biểu thị bạn có chân tâm. Có chân tâm thì có công đức, chứ chẳng nhất định phải đốt vàng thật mới có công đức. Vậy, đốt đèn dầu, cứu kính có lợi ích gì? Một khi đốt lên thì chẳng có, đây cũng là thử nghiệm xem bạn có chân tâm chăng. Nếu có tâm chân chánh bố thí, thì đốt gì cũng đều được, cần phải có tâm xả. Do đó công đức là ở tại tâm xả. Mỗi mỗi tim đèn cao lớn như núi Tu Di, mỗi mỗi bình dầu nhiều như nước biển cả, sự cúng dường này ai có thể cúng dường được? Trong kinh Hoa Nghiêm có nói rằng lượng pháp giới, tánh pháp giới chỉ cần có chân tâm cúng dường thì lượng này đồng với núi Tu Di, đồng với nước biển cả, chứ không nhất định dùng dầu nhiều như nước biển cả để thắp đèn. Nếu lượng mà lớn, tâm mà chân thành thì lượng sẽ đồng với xa giới. Số nhiều như số cát sông Hằng, vô cùng vô tận. Đem đủ thứ các đồ cúng dường như đã nói ở trên đây, đầy đủ số lượng đồ cúng dường nhiều như vậy thường dâng lên cúng dường Phật. Trước kia có người rất nghèo, mua một lít dầu đem lên chùa Kim Sơn ở tỉnh Giang Tô chứng gian cúng dường, thắp lên ở trước Phật. Phương trượng chùa Kim Sơn là vị mắt sáng, đã khai mở ngũ nhãn. Ngài bảo vị chi khách rằng, ngày mai hãy mở cửa chánh điện, có một vị đại hộ pháp đến cúng dường và mời ông ta ở lại dùng cơm với phương trượng. Ngày mai quả nhiên ông ta đến, đồng thời cũng có một người rất giàu có đến, người giàu có nhìn thấy tất cả. Ngày thứ hai, người giàu có bèn mua 1.000 lít dầu đến cúng dường, nhưng vị phương trượng bèn bảo vị tri khách rằng, hãy mở cửa nhỏ kế bên chánh điện và mời người giàu có đó đến phòng khách thọ trai. Vị tri khách thấy lạ không hiểu, bèn thỉnh giáo vị phương trượng. Vị phương trượng nói, người nghèo kia mua 1 lít dầu là đem toàn bộ tài sản của ông ta để cúng dường. Còn người giàu có kia, đừng nói là mua 1.000 lít dầu, dù có mua 1.000.000 lít dầu cũng rất là bình thường, vì đó chỉ là một phần tài sản rất nhỏ của ông ta mà thôi. Do đó, có thể thấy cúng Phật chẳng màng nhiều ít, quan trọng nhất là phải có tâm thành. Tâm chân thành của bạn đến cực điểm thì có công đức. Núi Tu Di ở đây là nói bạn phát tâm lớn như núi Tu Di, bằng không phát tâm nhỏ thì công đức cũng nhỏ. Thiện nam tử, trong tất cả sự cúng dường, giảng kinh thuyết pháp cho người nghe là cúng dường lớn nhất. Trong kinh Phạm Võng có nói, bạn giảng kinh thuyết pháp cho người nghe, dù mỗi ngày ăn rau cải, thức ăn đáng giá 3 lạng vàng cũng không sao. Ý nói, bạn có thể tiếp thọ đem 3 lạng vàng để mua đồ vật giá trị, nhưng cũng đừng cho rằng một ngày có thể thọ 3 lạng vàng. Tôi ăn rồi có thể thọ được, đừng có tâm tự mãn như thế. Trong kinh Kim Cang có nói, nếu bạn dùng 7 báu bố thí 3.000 đại thiên thế giới, công đức lớn cũng không bằng giảng 4 câu kệ cho người ta nghe. Cho nên, trong các sự cúng dường pháp là lớn nhất. Như thuyết tu hành cúng dường, ví như có người nghe nói, bố thí 3 la mật, bèn tu bố thí. Có người nghe nói,
trì giới ba la mật, bèn tu trì giới ba la mật. Nghe nói nhẫn nhục ba la mật, thì họ bèn tu nhẫn nhục ba la mật, chẳng nóng giận. Người thật minh bạch, Phật pháp tu hành hẳn nhẫn nhục, thì không có tướng ta, tướng người, tướng chúng sinh, tướng thọ mạng. Có người nghe nói tinh tấn ba la mật, bèn ngày đêm sáu thời luôn tinh tấn, luôn luôn y pháp tu hành, nghe nói thiền định ba la mật, tứ thiền bát định sinh ra vô lượng các công đức, đắc được đủ thứ giải thoát, thì họ bèn y chiếu thiền định ba la mật mà tu hành. Nghe thấy bát nhã ba la mật, bèn tu bát nhã ba la mật, chẳng sinh tưởng pháp ngu si. Nghe được bốn đế khổ, tập diệt đạo, biết khổ đoạn tập, mộ diệt tu đạo, bèn y theo pháp bốn đế tu hành. Nghe được pháp 12 nhân duyên, bèn y theo pháp 12 nhân duyên tu hành. Nghe nói bốn tâm vô lượng, từ bi hỷ xả, bèn y chiếu theo bốn tâm vô lượng tu hành. Tóm lại, nghe thấy pháp môn gì thì thực hành pháp môn đó, đây gọi là như thuyết tu hành cúng dường. Nói đến như thuyết tu hành cúng dường, trong các sự cúng dường, pháp cúng dường là thù thắng nhất. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu hành tại nhân địa, thì vì cầu pháp nửa bài kệ mà xả bỏ tánh mạng. Một ngày nọ, nghe quỷ La Sát nói rằng, các hành vô thường là pháp sinh diệt. Đức Phật Thích Ca nói, điều nhà ngươi nói là Phật pháp, chỉ mới nửa bài kệ thôi, còn nửa bài kệ nữa mà, sao không nói luôn đi? Quỷ La Sát nói, không sai, điều tôi nói là Phật pháp, chẳng qua tôi đói quá, bây giờ trước hết tôi phải đi tìm một người để ăn, ăn no rồi tôi mới có thể nói. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, nhà người nói trước đi rồi ăn tôi có được chăng? Quỷ La Sát nói, ngài có thể để cho tôi ăn thịt ngài chăng? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, được, nhưng nhà người hãy nói trước đi, tôi minh bạch pháp rồi thì nhà người hãy ăn thịt tôi. Quỷ La Sát nói, được, sinh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Nói xong rồi, bèn nói với Đức Phật Thích Ca rằng, bây giờ tôi có thể ăn ngài được chăng? Tôi đã nói pháp xong rồi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, đợi một chút, tôi sẽ cho nhà ngươi ăn. Quỷ La Sát nói, có phải ngài hối hận chăng, muốn nốt lời phải chăng? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, chẳng phải, vì bốn câu kệ của nhà ngươi nói là Phật pháp, một số người chưa nghe qua Phật pháp, bây giờ tôi muốn dùng dao khắc bài kệ này lên cây, sau đó nhà ngươi ăn thịt tôi. Quỷ La Sát nói, được, do đó Đức Phật bèn dùng dao khắc bài kệ bốn câu này lên cây, sau đó ngài nghĩ khắc lên cây không bền vững, lâu dài Quỷ La Sát lại muốn ăn thịt ngài. Ngài nói, đợi chút xíu nữa, để tôi khắc bài kệ này lên đá, cho những thế hệ sau này được nghe Phật pháp. Vì khắc lên cây không bền vững lâu dài, khắc xong nhà ngươi ăn ta cũng không muộn. Chẳng phải tôi vì chính tôi mà tôi nghĩ tới, muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều minh bạch Phật pháp. Quỷ La Sát nói, được, ngài hãy bắt đầu làm đi, đừng có kéo dài thời gian nữa. Do đó, ngài khắc vài kệ bốn câu đó lên đá. Khắc xong rồi, bèn mời Quỷ La Sát đến ăn ngài. Quỷ La Sát nói, ngài thật, cho tôi ăn chăng? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, đương nhiên, tôi không nói dối đâu, xin nhà ngươi hãy đến ăn tôi đi. Quỷ La Sát nói, ngài thật là người tu hành, tốt lắm, bây giờ tôi đã biết ngài chân thật là người tu hành, hẹn gặp lại. Nói xong, Quỷ La Sát phọt lên trên không mà đi. Nguyên lai là Bồ Tát Quán Thế Âm
hiện thân đến thử nghiệm Ngài. Cho nên, tu đạo nhất định phải có chân tâm, đừng vì mình, dù có quỷ muốn ăn thịt mình, hãy đều vì Pháp quên mình, vì Pháp có thể đem tánh mạng của mình ra bố thí. Cho nên nói, các cát sự cúng dường Pháp là hơn hết. Lợi ích chúng sinh cúng dường, người hành Bồ Tát Đạo, vì chúng sinh nói Pháp để lợi ích chúng sinh, tức là lợi ích chúng sinh cúng dường, xem tất cả chúng sinh như con cái của mình, chẳng có sự phân biệt, từ bi nhiếp thọ tất cả chúng sinh, nên gọi nhiếp thọ chúng sinh cúng dường. Người hành Bồ Tát Đạo phải phát nguyện, thế chúng sinh thọ khổ, luôn luôn. Ở trước Phật, phát nguyện, cầu cho hết thảy, đau binh, nước lửa, ôn dịch, lưu hành, đủ thứ tai kiếp đều được tiêu trừ. Chúng sinh thọ khổ thì để mình Ngài chịu thế, còn khổ của chúng sinh phải chịu thì đừng đến thân thọ nữa. Đây gọi là thế chúng sinh khổ cúng dường. Bồ Tát xuyên tu căn lành của chính mình cũng khuyên bảo chúng sinh xuyên tu căn lành. Đây gọi là xuyên tu căn lành cúng dường. Nghiệp của Bồ Tát tu là lục độ vạn hạnh. Nếu thường tu lục độ vạn hạnh, hành Bồ Tát đạo, tức là chẳng bỏ Bồ Tát nghiệp cúng dường, luôn luôn phát Bồ Đề tâm, lúc nào cũng chẳng lìa khỏi Bồ Đề tâm. Phàm là việc có lợi ích đối với chúng sinh đều phải đi làm, chính mình chẳng lìa Bồ Đề tâm, cũng khuyên bảo chúng sinh luôn luôn không lìa Bồ Đề tâm, luôn luôn phát Bồ Đề tâm, tức là chẳng lìa Bồ Đề tâm cúng dường. Bồ Tát Phổ Hiền lại nói, thiện nam tử, như vô lượng vô biên công đức cúng dường, ở trước đã nói, so với một niệm công đức cúng dường Pháp, thì không bằng 1%, cũng không bằng 1/1000, cho đến cũng không bằng 1 câu chi na do tha, 1 ca la, 1 toán, 1 số, 1 dụ, 1 ưu ba ni sa đà. Tại sao công đức cúng dường Pháp lớn như vậy? Vì tất cả chư Phật Như Lai đều tôn trọng Phật Pháp. Nếu không có Phật Pháp, thì không có ai thành Phật. Muốn thành Phật, thì phải học Phật Pháp. Do đó, Pháp do Tăng truyền, phải học Phật Pháp với người xuất gia, dùng Pháp cúng dường, trừ Phật Như Lai và cúng dường chúng sinh, thì công đức này không thể nghĩ bàn. Không cách gì nói ra được nhiều bao nhiêu. Y chiếu theo những gì Phật nói, Pháp nói mà tu hành, thì sẽ có chúng sinh thành Phật. Nếu các Bồ Tát tu hành Pháp cúng dường, thì vị Bồ Tát đó có mặt là cúng dường Như Lai. Một mặt khiến cho Ngài thành tựu Như Lai. Tu hành như vậy mới là chân thực. Cúng dường, cúng dường Pháp cũng là cúng dường rộng lớn, cũng là cúng dường thù thắng nhất, cho đến cõi hư không, chẳng còn nữa, cõi chúng sinh cũng chẳng còn nữa, nghiệp chúng sinh cũng chẳng còn nữa, phiền não chúng sinh cũng chẳng còn nữa, thì sự cúng dường của tôi mới hết, mà cõi hư không, cho đến cõi cúng dường, cõi chúng sinh nghiệp chướng, cõi chúng sinh phiền não, vĩnh viễn đều không thể hết được. Cho nên tôi phát nguyện cúng dường rộng lớn, cũng không thể hết được. Niệm niệm liên tục, không có gián đoạn, thương miệng ý nghiệp cúng dường, không khi nào mỏi nhàn. Do đó có câu, trên mặt không sân là đồ cúng dường. Nếu trên mặt không có hiện tượng nổi giận, sân hận, đây là đồ cúng dường. Trong miệng không sân vang diệu âm, nếu miệng không có lời ác, thì giống như phát ra mùi thơm vi diệu. Trong ý không sân là châu báu, trong ý niệm cũng không sân, tức là đồ cúng dường. Không si, không tham là hương cúng dường, chẳng có tâm si và tâm tham, tức là đồ cúng dường. Ha ha ha,
dùng tất cả hoa đẹp nhất, thù thắng nhất, diệu nhất để kết thành tràng hoa cúng dường Phật. Cúng Phật phải dùng thứ tốt đẹp nhất để cúng Phật, đừng dùng thứ mà bạn không muốn để cúng dường Phật. Lại dùng đủ thứ ca xứ, đủ thứ âm thanh để khen ngợi Phật, dùng hương thoa và đủ thứ châu báu làm thành tràng và lọng treo ở trong hư không. Đồ trang nghiêm tối thắng như vậy, con đem cúng dường khắp hết các Như Lai. Người khai mở thiên nhãn có thể nhìn thấy ở trong hư không có rất nhiều tràng phan lọng báu. Đây là cảnh giới tất cả Bồ Tát tu cúng dường tất cả chư Phật. Y phục tối thắng, hương tối thắng, hương bột, hương đốt và đèn đuốc, mỗi mỗi đều như núi diệu cao, con đem cúng dường các Như Lai. Dùng y phục, hương, hương bột, hương đốt, đèn đuốc tốt nhất để cúng dường Phật. Mỗi thứ đều như núi diệu cao, con đều đem các thứ đồ tốt đẹp đó cúng dường mười phương Như Lai. Con dùng tâm thắng hiểu rộng lớn, tin sâu tất cả Phật ba đời, đều nhờ sức hạnh nguyện phổ hiền, cúng dường khắp hết các Như Lai. Con dường tâm, cúng dường rộng lớn đó, cũng là tâm thù thắng, một số người không nghĩ đến được, không biết được, con đều minh bạch được. Tâm cúng dường này của con là cúng dường pháp giới, dùng tâm pháp giới cúng dường pháp giới Phật, dùng pháp giới Phật để vào tâm pháp giới, cho nên gọi là tâm thắng hiểu. Con tin sâu, tức là con thật tin, tin chẳng cùng tận. Dù nghiệp chúng sinh chẳng còn nữa, phiền não chúng sinh chẳng còn nữa, cõi chúng sinh chẳng còn nữa, hư không pháp giới đều chẳng còn nữa. Mà tâm tin của con đây không khi nào hết được, cho nên gọi là tin sâu tất cả chư Phật, ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Con hoàn toàn đem hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền tu nguyện lực này để cúng dường khắp hết pháp giới chư Phật. Ha ha ha,